Đề Đốc Bơn. Năm 1910, một thiếu niên ở Winchester, tiểu bang Virginia chép nhật ký. Đọc truyện Đề Đốc Perry, hùng tâm gắng sức để tiến tới Bắc Cực, em nhỏ 12 tuổi đó cao hứng viết vào trong tập: "Tôi đã quyết định sẽ là người thứ nhất tới được Bắc Cực." Và tức thì em dự bị cho cuộc mạo hiểm gai go đó. Em vốn sợ lạnh, để tập chịu lạnh, em mặc những quần áo mỏng hơn và bỏ luôn chiếc bành tô. Sau em nhỏ tới được bằng phi cơ và là người thứ nhất tới Nam Cực. Tên của em, như bạn đã đoán được, là Richard Evelyn Burke. Đề Đốc Burke nghĩ rằng những khoảng băng tuyết mênh mông ở Nam Cực lần lần thu lại và hàng trăm nghìn mẫu đất hoang hiện nay băng phổ, một ngày kia có thể thành một miền phú nguyên dồi dào vô cùng. Vì vậy ông quyết tâm cắm cờ Hoa Kỳ trên đất đó và chiếm nó cho xứ sở ông. Ý kiến của ông có thể đúng. Chính tôi đã thấy những mỏ than ở cách Bắc Cực 600 cây số, và phần đông các nhà địa chất học tin rằng có những mỏ than vĩ đại và có lẽ cả những mỏ dầu lửa nữa ở gần Bắc Cực. Đời Đề Đốc Burke là một tấm gương rực rỡ của một em nhỏ có lòng cao vọng không hề lay chuyển và thắng được những trở ngại nhiều vô kể để làm được những việc lớn. Nó cho ta thấy rõ giá trị thực tế của một mục đích độc nhất. Kẻ nào ngay từ hồi nhỏ đã vạch một mục đích lớn và suốt đời không rời bỏ quyết định chủ yếu đó thì có việc gì mà làm không được. Trước hết, bước du lịch để coi các miền xa lạ. Hồi 14 tuổi, ông đã đi vòng quanh địa cầu mà đi một mình. Rồi ông trở về nhà, vô trường đại học. Nhưng học thì ít, mà luyện các môn đấu quyền, vật lộn, đá banh thì nhiều. Ông chơi hăng quá, đến nỗi gãy một chân, bể xương mắt cá, thành tàn tật. Mà thủy quân cho ông là không hợp cách nên miễn dịch ông. Bạn thử tưởng tượng, chưa đầy 30 tuổi bị miễn dịch vì không đủ sức. Biết bao người trong địa vị ông đã chán nản, tự cho là đời mình bỏ đi rồi. Nhưng Burke không chịu thua. Ông tuyên bố rằng một người không cần đứng được mới lái nổi phi cơ, và dù chân ông có tật, mắt cá gãy nát, ông vẫn có thể lái phi cơ như thường. Nghĩ vậy, ông tập lái phi cơ, bị 3 tai nạn. Có lần máy bay của ông đâm vào một chiếc máy bay khác, nhưng rốt cuộc ông cũng lấy được bằng cấp phi công. Luôn luôn khao khát mạo hiểm, ông nóng lòng được bay trên những khoảng băng tuyết ở Bắc Cực, nơi mà từ trước chưa phi công nào dám bay tới. Nhưng ông bị người ta từ chối mấy lần. Trước hết, ông định thám hiểm bằng một khí cầu máy, chiếc Shenandoah khi bay thử. Chiếc khí cầu đó đâm bổ xuống đất tan nát. Rồi ông xin chính phủ cho phép bay thử để hoàn thành một phi cơ có thể vượt Đại Tây Dương. Chính phủ từ chối vì ông tàn tật. Ông lại năn nỉ người ta cho phép ông cầm lái một chiếc trong đoàn phi cơ mà Amundsen tính dùng để bay trên miền băng gần Bắc Cực. Người ta lại từ chối nữa. Lần này vì lý do ông đã có gia đình. Mấy lần thất vọng liên tiếp như vậy, rồi cuối cùng lại thêm cái tin rằng thủy quân miễn dịch ông lần nữa, cũng vẫn vì cái chân có tật của ông. Chắc chắn là sở thủy quân không thể lầm được. Nhưng Burke có quan điểm lố lăng này là: óc sáng kiến, lòng can đảm và trí thông minh quan trọng hơn một cái chân lành mạnh. Ông vận động kiếm được những nhóm tư nhân chịu bỏ tiền giúp công việc thám hiểm của ông. Và tức thì ông phiêu lưu làm cả thế giới ngạc nhiên. Ông vượt Đại Tây Dương lên tới Bắc Cực, liệng một chiếc cờ Hoa Kỳ xuống, rồi xuống Nam Cực cắm một chiếc cờ Hoa Kỳ khác. Và khi ông trở về xứ sở thì 2 triệu người hoan hô ông cuồng nhiệt, có phần hơn dân La Mã hoan hô Caesar thắng Pompey nữa.
và rốt cuộc chính phủ Hoa Kỳ tặng chức đề đốc cho con người mà 14 năm trước Bộ Hải quân đã chê là tàn tật và cho miễn dịch. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về đề đốc Burke trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.